Chương 1179, song kỳ hợp nhất. Lò luyện màu trắng thật lớn đứng sừng sững phía chân trời, khi ác niệm cuồn cuộn từ trong lò phun ra, che khuất bầu trời, uy thế khủng bố. Đông đảo học viên đều biến sắc, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng ngọn dung lô màu trắng kia đang tản ra dao động khủng bố cỡ nào, nếu rơi vào trong đó, chỉ sợ ngay cả cường giả nhất phẩm phong hầu cũng khó có thể sống sót. Hôm nay Lý Lạc bị nhốt trong đó, chẳng phải là lành ít giữ nhiều sao. Ông, Khương Thanh Nga trên thân thể mềm mại có vạn trượng quang minh bắn ra, nàng dung nhan lãnh liệt, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, thân ảnh chính là không chút do dự hướng bạch đồng chân ma nhanh chóng lướt đi. Tiểu Nga, đừng lỗ mãng. Ninh mông thấy thế, vội vàng hô lúc này bạch đồng chân ma kia đã không phải chân ma tầm thường khương thanh nga cố nhiên có được vạn trượng thiên tương đồ nhưng tranh lệch này vẫn như trước giống như khoảng cách nhưng khương thanh nga vẫn như không nghe thấy trong đôi mắt màu vàng bao hàm sát khí sắc bén bùm bất quá ngay khi khương thanh nga vừa muốn thúc giục quang minh tương lực phát động thế công đối với bạch đồng chân ma kia đột nhiên một đạo thanh âm lớn đột nhiên vang vọng từ phía chân trời theo tiếng vang lớn vang lên còn có một đạo long ngâm tràn ngập uy áp kinh người. Tất cả tầm mắt ở đây theo phương hướng tiếng động lớn truyền đến ném tới, sau đó khiếp sợ nhìn thấy, vách lò nung màu trắng kia, đúng là vào lúc này bị xé rách ra. Ngay sau đó, long chảo tràn ngập khí tức hung hãn thò ra, ấn vào khe nứt, xé rách càng lớn. Một đạo thân ảnh khôi ngô, hung hãn đến cực điểm, chính là từ chỗ nứt kia cất bước đi ra chỉ thấy đạo thân ảnh kia ước chừng mấy trượng thân hình khôi ngô mặt ngoài thân thể có vải rồng màu vàng bao trùm tóc dài màu xám trắng như thác nước ở phía sau vũ động hai trường như long chảo móng tay bén nhọn lưu chuyển hàn quang làm như có thể đem hư không đều sinh sôi xé rách một cỗ uy áp kinh người cảm giác hung lệ từ trong thân thể này như gió lốc quét ngang đi ra phiến thiên địa này phảng phất đều là đang nổ vang chấn động đó là lý lạc là nhìn đầu bán long nhân hung ma kia tất cả mọi người đều khiếp sợ bao gồm ninh mông vũ trường không lại sau đó bọn họ lại gặp được một đạo hư ảnh huyền diệu xuất hiện phía sau lý lạc như bản thân bộ dáng giống nhau nhưng thân quấn kim sắc đại long tản ra long uy mãnh liệt đối với loại hư ảnh này bọn họ cũng không xa lạ gì bởi vì người có cửu phẩm tướng đều có cửu phẩm linh sứ đạo hư ảnh này của lý lạc rõ ràng là đại biểu cho long tướng vậy câu hỏi đặt ra là lý lạc này từ lúc nào lại có được cửu phẩm long tướng lá bài tẩy của tên này thật đúng là vô cùng vô tận sao khương thanh nga giữa không trung cũng là đột nhiên đình chỉ kiếm quang sắp bổ ra nàng hơi có chút kinh ngạc nhìn bán long nhân thân thể khôi ngô hung hãn kia tuy nói lúc này người sau đang tản ra uy áp cực kỳ đáng sợ nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái đem nhận ra Thanh Nga tỷ, ta không sao." Lý Lạc đón ánh mắt của nàng, hướng về phía nàng cười cười. Sau đó Lý Lạc cũng đem tâm thần đặt vào trong Cửu phẩm Long tướng, mới sinh của bản thân, Long tướng chủng loại phức tạp, một ít Long tướng ẩn chứa thuộc tính khác, còn lại sẽ được xưng là thủy long tướng, phong long tướng các loại, nhưng cũng có một ít Long tướng cũng không thuộc tính, mà Lý Lạc chính là loại này. Bất quá, tuy nói không có thuộc tính gia tăng, nhưng cũng nói rõ lý lạc loại này đơn thuần long tướng, càng thêm am hiểu lực lượng cùng với thân thể. Long tộc vốn có thân thể cường đại nhất, tự nhiên thân mang long tướng cũng sẽ tăng cường thân thể cùng lực lượng. Đối với lý lạc mà nói, loại này am hiểu thân thể cùng lực lượng long tướng càng thích hợp hắn, dù sao những cái khác những thuộc tính kia, hắn có thể một chút cũng không thiếu. Long chảo lý lạc chậm rãi nắm lại, ngón tay dùng sức, tựa hồ là ở hư không đều là chấn động. Mơ hồ có vết nứt hiện lên. Quang Minh Tương Lực ngược lại không cần phải dùng nữa. Lý Lạc tâm niệm khẽ động, Quang Minh Tương Lực trước đây do năng lượng hung sát của Ngũ Vĩ Thiên Lang chuyển hóa thành, vào lúc này lại lần nữa rót vào trong Kim Luân Thần Bí. Toàn bộ chuyển hóa thành Long Tướng Lực. Loại tương lực này trong lúc đó chuyển hóa, cuối cùng cường độ vẫn là quyết định bởi tự thân sở hữu tương tính phẩm giai, mà Lý Lạc Quang Minh tướng chỉ là phụ tướng tự nhiên không có khả năng cùng này cử phẩm long tướng chuyển hóa ra tương lực so sánh tuy nói quang minh tương lực nhằm vào dị loại có hiệu quả khắc chế nhưng so sánh với cử phẩm long hiển nhiên vẫn là loại sao tốt hơn một chút hơn nữa hắn am hiểu rất nhiều phong hầu thuật cũng phần lớn là lấy long tướng lực làm chủ gào thét trong cơ thể lý lạc bộc phát ánh sáng rực rỡ vào lúc này đột nhiên lấy tốc độ kinh người thu liễm cuối cùng biến mất sạch sẽ Hà! Ninh mông cảm nhận rõ ràng nhất, ánh sáng trên người Lý Lạc đột nhiên biến mất. Bất quá còn không đợi nàng nghi hoặc lên tiếng, ở đây tất cả mọi người chính là nhìn thấy, Lý Lạc vốn là cao tới mấy trượng thân thể, vậy mà vào lúc này lại lần nữa xuất hiện tăng trưởng. Mặt ngoài thân thể, vảy rồng màu vàng càng trói mắt, thậm chí phía trên vảy rồng, còn có hoa văn cổ xưa đang du động, thân thể lang không mà đứng, giống như là một con hung long chân chính chiếm cứ tản ra uy áp ngập trời. Vẻ mặt đám người ninh mông, vũ trường không đều dần dần ngưng trọng. Lúc này Lý Lạc chỉ đứng ở nơi đó không chút nhúc nhích, giống như có một cỗ cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông đem phiến thiên địa này bao trùm ở trong đó. Sức mạnh này, mà Lý Lạc lúc này, cũng đắm chìm trong cỗ lực lượng khủng bố chảy xuôi trong cơ thể, hắn chưa bao giờ có thể nghiệm nhục thân cùng lực lượng cường đại như thế. Dĩ vãng thi triển, cửu lân thiên long chiến thể, cùng với lôi minh thể, những bí pháp luyện thể này so với lúc này, quả nhiên là khác nhau giữa đom đóm cùng hạo nguyệt. Bất quá, ở loại trạng thái cường đại trước nay chưa từng có này, Lý Lạc cũng cảm giác được sâu trong thân thể truyền đến một tia cảm giác suy yếu, đó là bởi vì tự thân mượn kim luân chuyển hóa tương lực, lại tiêu hao đại bộ phận tinh huyết. Kim luân thần bí dị thường, chính là quá mức tiêu hao tinh huyết. Nhưng lúc này, cũng bất chấp những thứ này, chỉ có thể giải quyết bạch đồng chân ma trước. Boom. mà ngay khi lý lạc nghĩ như vậy, lò luyện màu trắng vỡ tan phía sau đột nhiên nổ tung ra, chỉ thấy có nước lũ vạn trượng do sáp trắng hình thành trực tiếp oanh kích hắn. lý lạc mặt không chút thay đổi, long trào nắm chặt, đánh về phía sau một quyền. Boom. một quyền đánh ra, chỉ thấy cái kia một mảnh hư không trực tiếp nghiền nát sụp đổ, tiện đà cuốn lên vô số mảnh vỡ không gian trực tiếp là đem kia màu trắng dòng nước lũ đánh nát thành đầy trời mưa trắng. Mà dưới mưa trắng đầy trời, hai đạo bạch quang mang theo sát khí sắc bén lướt tới, liềm đao trong tay làm như xuyên thấu hư không, chém về phía cổ Lý Lạc. Chính là phân thân túi ra của hai đạo bạch đồng chân ma. Nhưng mà mặt đối mặt với hai đạo phân thân tập sát, Lý Lạc hai long chảo thò ra, nương theo tiếng vang thanh thúy, trực tiếp là mạnh mẽ đem đao phong chộp vào trong tay rồi sau đó lòng bàn tay bóp một cái hai thanh bạch liêm đột nhiên nổ tung lý lạc một bước bước ra hư không nổ tung năm ngón tay nắm chặt chính là trực tiếp rơi vào trên đầu hai đạo phân thân kia lực lượng khủng bố phun ra hư không nổ tung đồng thời hai đạo phân thân cũng bị oanh nổ thành một bãi bùn nhão lực lượng thân thể đáng sợ kia có thể nói là chân chính miền nát lý lạc bên này nhanh như chớp đánh tan hai đạo phân thân bạch đồng chân ma trong mắt cũng bộc phát ra kinh sắc từ lúc này trên người người trước nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng đậm người này tại sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy bất quá không đợi nó nghĩ ra đáp án ánh mắt sắc bén lạnh như băng của lý lạc đã phóng tới sau đó hắn giơ long tượng đao trong tay lên đột nhiên chém xuống hư không phía trước năng lượng trong thiên địa phảng phất đều là nương theo đao phong vung xuống mà hội tụ có vết rách thật lớn từ trong hư không hiện ra. Trong chớp mắt tiếp theo, dường như có tiếng nước chảy cuồng bạo cùng với tiếng sấm nổ vang từ trong đó chuyển ra. Bùm! Khe nứt hư không đột nhiên vỡ tan, chỉ thấy hắc hà bàng bạc cùng lôi đình quang lưu vô tận gầm thét mà ra, toàn bộ thiên địa đều là vào lúc này kịch liệt nổ vang lên. Trong hắc hà, hắc long khổng lồ phá thủy mà ra, minh thủy lạnh lẽo vờn quanh hắc long chảo, chảy xuôi vận ý ăn mòn cường đại lôi đình ngưng tụ hóa thành ngân long dương nanh múa vuốt lôi quang lưu chuyển giữa răng nanh nanh sắc bén hắc long minh thủy kỳ ngân long thiên lôi kỳ bất quá cái này vẫn chưa kết thúc lý lạc hai tay đột nhiên kết ấn chỉ thấy cái kia hai đầu cự long đúng là vào lúc này lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ sau đó bắt đầu nhanh chóng dung hợp minh thủy lôi đình dây dưa năng lượng ba động phóng ra nghiền nát bầu trời cuối cùng sau hơn 10 hơi thở, song long hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Thay vào đó, là một con cự long hai đầu đen hai màu bạc. Trong mắt Lý Lạc dâng lên một tia nóng rực, đây là lần đầu tiên hắn chân chính dung hợp hai đạo phong hầu thuật này lại với nhau. Bộ phong hầu thuật cấp thiên mệnh đến từ thiên nguyên cổ học phủ này, tuy nói vẫn chưa tính là hoàn chỉnh, nhưng rốt cục là bắt đầu hiển lộ cao chót vót thuộc về nó. Gào thét! Sau một khắc, Cự Long hai đầu phát ra long khiếu đinh tai nhức óc, sau đó đụng nát bầu trời, lấy một loại xu thế không thể địch nổi, oanh về phía Bạch Đồng Chân Ma. Trong mắt Bạch Đồng Chân Ma cũng xuất hiện vẻ sợ hãi, cỗ lực lượng này đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với nó. Vì thế nó không dám do dự, tâm niệm vừa động, liền muốn tiếp tục nuốt bộ ngực chỗ mặt người, tiếp tục tăng cường tự thân. Nhưng lúc này đây, thúc dục lại không nhận được phản hồi gương mặt thứ ba kia tựa hồ là đang chống lại bạch đồng chân ma nhất thời giận dữ đã nốt vào trong cơ thể còn muốn chống cự ánh mắt nó đảo xuống trong nháy mắt trong mắt nó liền xuất hiện dại ra tức thì bởi vì nơi lồng ngực gương mặt thứ ba kia lúc này đã sớm tan thành mảnh nhỏ lưu lại nửa điểm dấu vết tàn phá mà nguyên bản ở vị trí này đúng là bị một gương mặt trắng nõn khác thay thế mà lúc này Gương mặt này đang hơi ngẩng lên, con ngươi sâu kín nhìn chằm chằm nó. Bạch Đồng Chân Ma nhớ rõ, gương mặt kia hẳn là ở vị trí cuối cùng. Chủ nhân của gương mặt đó là một cô gái. Nhưng vì cái gì, nàng có thể lén lút ăn hết thức ăn vốn thuộc về nó. Mặt ba gương mặt khác lâm vào trong bụng nó, sớm đã bị hóa giải tất cả thần trí, nhưng vì cái gì, nàng không chỉ chưa từng đần độn ngược lại còn có thể vụng trộm ăn đi nguyên bản thuộc về nó tiến giai vật giờ khắc này bạch đồng chân ma có loại tỉ mỉ chuẩn bị đầy bàn mỹ vị món ngon lại bị một con len lén trà trộn vào tới chuột ăn vụng phá hư cảm giác bạch đồng chân ma nổi giận tới cực điểm được 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 ngươi đã dám ăn vụng ta đây đem ngươi ăn vậy cũng giống như vậy này chân ma mắt trắng nổi giận vào lúc này hít một hơi thật sâu nhất thời có một cỗ hấp lực khổng lồ bộc phát ra trực tiếp liên lụy đến gương mặt lý linh tịnh ý đồ đem nó cũng là hít vào vị trí khuôn mặt tiến hành dung hợp cùng nuốt nhưng thủ đoạn lúc trước mọi việc đều thuận lợi lúc này lại không thuận lợi như vậy gương mặt lý linh tịnh sau khi len lén nuốt trường khuôn mặt thứ ba rõ ràng lớn mạnh hơn rất nhiều điều này cũng dẫn đến cường độ phản kháng của nàng vượt xa hai khuôn mặt bị bạch đồng chân ma cắn nuốt lúc trước Gương mặt Lý Linh Tịnh rung động trong lồng ngực Bạch Đồng Chân Ma, giống như đang chống đỡ cỗ lực nuốt chửng kia. Bạch Đồng Chân Ma thấy thế, tức giận càng sâu, biến cố như vậy hiển nhiên ngoài dự liệu của nó, những huyết quan nhân này rõ ràng đều là tế vật của nó, như thế nào trước mắt còn không nghe lời. "Chỉ là con kiến hôi, tuy có một phần kỳ dị, nhưng ngươi thật cho rằng có thể ăn được không thuộc về ngươi đồ vật?" Trong mắt Bạch Đồng Chân Ma có ánh sáng trắng thẫm lưu chuyển, mơ hồ phóng ra một cỗ uy áp vô thượng, đồng thời cổ họng của nó truyền ra âm thanh quỷ dị trầm thấp như ma chú. Dưới làn sóng âm thanh quỷ dị này, đôi mắt sâu kín mở ra của Lý Linh Tịnh, phảng phất là bắt đầu bị ăn mòn nào đó, mí mắt dần dần khép lại. Lý Linh Tịnh nhắm mắt lại, gương mặt nàng cũng bắt đầu lưu động theo làn da bạch đồng chân ma. Khi Lý Linh Tịnh phản kháng trong cơ thể chế phục, mười ngón tay trắng bạch của bạch đồng chân ma đột nhiên đứt đoạn, Mười ngón nghênh phong bạo trướng, tựa như cự trụ đứng sừng sững ở hư không phía trước. Mười cây cột khổng lồ màu trắng đứng sừng sững, giống như một cánh cửa âm lãnh cực lớn. Mà ở phía trước muôn hổ, cự long hai đầu mang theo năng lượng mênh mông trùng kích tới, cự long mở miệng rồng, hai đạo nước lũ long tức phun ra. Một đạo đen kịt như mực, như là nước động lạnh lẽo. Một đạo sáng chói như bạc, lôi đình chảy xuôi. Bùm! hai đạo long tức bàng bạc phun ra trên cánh cửa do mười ngón tay biến thành, nhất thời lưu lại dấu vết thật sâu trên cánh cửa này, nhưng cánh cửa này cũng cực kỳ bất phàm, dầu sáp âm lãnh không ngừng chảy xuôi ra, bổ khuyết những cái hố trói mắt kia. Nhưng lấy thực lực hiện giờ của Lý Lạc Thi triển ra, song kỳ hợp nhất, hiển nhiên cũng không dễ dàng hóa giải như vậy, mắt thấy long tức mất đi hiệu lực, song đầu cự long chính là ngang ngược va chạm mà đến, long chảo sắc bén huy động trực tiếp là đem hư không xé rách xuất đạo đạo u UH hắc dấu vết âm âm long chảo hung hăng xé xuống mấy cái xé rách gian cái kia to lớn môn hộ chính là bị xé rách trở nên thất linh bát lạc hai đầu cự long ngang ngược từ cánh cửa bị tàn phá đâm ra mà lý lạc cũng nhìn thấy phía sau cánh cửa sau đó con ngươi đột nhiên co lại chỉ thấy gương mặt thuộc về lý linh tịnh kia lúc này đã bị chân ma mắt trắng khống chế sau đó che lấp trên khuôn mặt của bản thân lúc này ngũ quan xuất hiện nhu động kịch liệt giống như là đang nuốt chửng chẳng qua loại nuốt này tựa hồ không có thoải mái như trước ngũ quan biến ảo mơ hồ thậm chí còn xuất hiện một ít dấu vết thuộc về lý linh tịnh nhưng dù vậy lý lạc vẫn có thể cảm giác được ác niệm khí trong cơ thể bạch đồng chân ma bộc phát ra với tốc độ kinh người tăng vọt sát khí trong mắt lý lạc bạo dũng bạch đồng chân ma chết tiệt này dĩ nhiên đã bắt đầu ăn thịt linh tịnh đường tỉ xem ra phải mau chóng chém giết nói như vậy có lẽ lý linh tịnh mới có thể có một chút sinh cơ thoát khốn vừa nghĩ đến đây lý lạc hai tay đột nhiên khép lại có hùng hồn tương lực gào thét mà ra rót vào phía trước kia hai đầu cự long trong cơ thể gào thét hai đầu cự long nhất thời bộc phát ra tiếng rít gào chỉ thấy trong miệng rồng có năng lượng khổng lồ hội tụ mà đến cuối cùng đúng là hình thành hai viên long châu ước chừng một thước. Một viên long châu đen như mực, bên trong tựa hồ là có một con sông đen chảy xuôi, tản ra khí lạnh cực hạn. Một viên khác thì rực rỡ chói mắt, lôi đỉnh bàng bạc cuồng bạo nổ vang bên trong. Giống như thủy long châu và lôi long châu. Thân hình khổng lồ của song đầu cự long vào lúc này nhanh chóng nhạt đi, nhưng hai viên long châu kia lại càng hùng hồn, năng lượng tản mát ra trong đó cũng khiến người ta kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, miệng rồng hai đầu đột nhiên trợn tròn giận dữ, hai viên long châu hóa thành lưu quang bắn ra, giống như hai ngôi sao truy đuổi lẫn nhau, ngang nhiên đánh tới bạch đồng chân ma xa xa. Bạch đồng chân ma trong mắt phản chiếu gào thét mà đến hai khỏa hủy diệt long châu, khuôn mặt của nó còn đang không ngừng nhúc nhích, mấy hơi sau, nhúc nhích dần dần đình chỉ. Khóe miệng nó chậm rãi nhấc lên một vòng âm lãnh, nụ cười dữ tợn. Buông! hai viên long châu ầm ầm tới một cái chớp mắt tiếp theo đáng sợ năng lượng bão táp tàn sát bừa bãi ra trực tiếp là đem bạch đồng chân ma thân thể cuốn vào trong đó toàn bộ thiên địa phảng phất đều run rẩy dưới năng lượng nổ vang này đông đảo học viên cũng là nhịn không được có chút biến sắc loại trình độ này năng lượng ba động chỉ sợ bình thường nhị phẩm phong hầu cường giả đều là khó thoát khỏi cái chết bạch đồng chân ma kia cũng nên bị chém diệt rồi chứ năng lượng bão táp tàn sát bừa bãi, mới dần dần bình ổn. Tất cả tầm mắt đều là lập tức phóng đi, chỉ thấy mảnh hư không kia còn hiện ra phá nát dấu hiệu, bạch đồng chân ma thân thể đã tiêu tán, nhưng là, đã có một chương tàn tạ gương mặt còn phiêu đãng ở giữa không trung. Trên gương mặt tàn tạ kia, còn lộ ra nụ cười âm lãnh quỷ dị. Vô số mảnh vụn màu trắng phiêu đãng giữa không trung, Im lặng không tiếng động tất cả mọi người là đại khí không dám ra một tiếng nhìn kia phiêu đãng tàn phá gương mặt kia bạch đồng chân ma bị thương nặng nhưng lý lạc cũng không có lộ ra vẻ thoải mái ngược lại ánh mắt của hắn vào lúc này trở nên càng ngưng trọng bởi vì trong cảm giác của hắn khí tức của bạch đồng chân ma vẫn tồn tại hi hi hai má tàn tạ phát ra tiếng cười quái dị thật là lợi hại vốn tưởng rằng dễ dàng khống chế cục diện kết quả lại bị ép đến bước này đúng là có chút tính sai mảnh vỡ màu trắng đầy trời vào lúc này nhúc nhích sau đó trong tầm mắt kinh hãi của mọi người hóa thành một đạo đạo nhân ảnh mỗi một đạo nhân ảnh đều không có ngũ quan sau đó những bóng người vô diện này đi về phía gò má tàn tạ dung nhập vào cuối cùng gò má bắt đầu dùng tốc độ kinh người chữa trị ngắn ngủi mấy hơi thở liền lại là một tôn chân ma mắt trắng nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì đông đảo học viên nhìn thấy một màn như vậy không khỏi dâng lên cảm giác vô lực nồng đậm sinh mệnh lực chân ma ngoan cường đến đáng sợ cho dù là gặp một kích hủy diệt như thế của lý lạc dĩ nhiên vẫn có thể vui vẻ đối mặt với loại tồn tại này coi như thật sự là một tôn nhị phẩm phong hầu ở đây chỉ sợ đều là sẽ bị kéo đến chật vật không chịu nổi lực lượng của ngươi hẳn là cũng đã đến cực hạn rồi nếu chỉ là như thế vậy hôm nay túi da của ngươi sẽ trở thành bộ siêu tập của ta Bạch Đồng Chân Ma cười ra tiếng. Song phương đấu đến bây giờ, coi như là át chủ bài tầng ra, nhưng đáng tiếc, trung quy vẫn là nó càng tốt hơn. Theo thanh âm của nó hạ xuống, chỉ thấy ác niệm chi khí mênh mông vô biên vô hạn từ trong cơ thể thổi quét ra, cỗ dao động mạnh mẽ kia, đã bước vào cảnh giới tam phẩm chân ma. Hiển nhiên, đó là bởi vì gương mặt Lý Linh Tịnh, cũng đã bị nó nuốt chửng. Đông đảo học viên cảm nhận được cỗ áp bách khủng bố kia, đều là mắt lộ vẻ tuyệt vọng khương thanh nga nắm chặt trọng kiếm ánh mắt màu vàng lưu truyền lãnh liệt nếu như bên lý lạc thật sự xuất hiện xu thế suy tàn như vậy nàng nhất định phải dũng cảm đứng ra mà bạch đồng chân ma cũng không để ý bọn họ tuyệt vọng bởi vì ánh mắt của nó chỉ là tập trung vào lý lạc ở trong trận này cũng chỉ có người sau mới có được uy hiếp lực lượng của nó chỉ bất quá cho dù là lý lạc lúc này chỉ sợ cũng đã bó tay không biện pháp bạch đồng chân ma cười khẽ tiếp theo một cái chớp mắt tất cả mọi người nhìn thấy thân thể của nó bắt đầu lấy tốc độ kinh người hòa tan chợt màu trắng sáp dầu nhỏ xuống mỗi một giọt đều là hóa thành bàng bạc sông mòi ở phía chân trời chảy xuôi trong một khắc ngắn thân thể bạch đồng chân ma đều tan rã chỉ có một đôi mắt màu trắng lẳng lặng trôi nổi ở phía trên hải dương màu trắng có vẻ cực kỳ quỷ dị con ngươi màu trắng chuyển động, sau đó biển rộng màu trắng thổi quét phía chân trời chảy ngược trở về, toàn bộ chui vào trong một đôi mắt. Mà theo một giọt chất lỏng sáp trắng cuối cùng dung nhập vào trong mắt, chỉ thấy trong mắt màu trắng kia phảng phất dần dần nhiều hơn một cỗ ý nhị thần bí, một loại khí tức áp đảo thiên địa, ở trong đó ngưng tụ mà sinh. Thiên địa năng lượng, phảng phất là vào lúc này đình chỉ lưu động. Mặc dù là lý lạc trong lòng đều là dâng lên một cỗ kinh hãi chi ý, loại cảm giác này, phảng phất hai mắt kia đồng tử nối liền với vị kia chúng sinh ma vương, mà lúc này, tôn khủng bố tồn tại, chính chân chính đem ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Ma vương chi đồng, chỉ là một đạo ánh mắt, suýt nữa làm cho tâm thần lý lạc sụp đổ, nằm dạp trên mặt đất. Bất quá cuối cùng, lý lạc vẫn là bằng vào kiên định tâm trí chống cự hạ loại này ăn mòn, hắn hai mắt chậm rãi khép lại hắn đã cảm nhận được Khương Thanh Nga bên kia ánh mắt, nếu như hắn nơi này không cách nào chống cự, chỉ sợ kia mạnh mẽ nữ hài, liền lại muốn liều lĩnh. Đây chính là lý lạc vô luận như thế nào cũng không muốn gặp lại. Vậy là, vậy đến thử xem, là ma vương chi đồng ngươi uy áp cường hãn, hay là ta đây? Vô song sổ thuật, càng tốt hơn đi. Lý lạc trong lòng có nói nhỏ vang lên. Cũng chính là trong nháy mắt này, nơi linh hồn lý lạc bao trùm có kiếm khí vô biên vô hạn phóng lên trời một tòa kiếm trận cổ xưa bằng bạc ở trên đỉnh đầu phát họa thành hình đến lúc này song phương đã là át chủ bài chân chính ra hết trận chiêu mộ nhiệm vụ đỉnh cao chém giết này cũng nên có kết quả kiếm khí vô biên vô tận tràn ngập thiên địa một tòa kiếm trận cổ xưa thần bí phát họa thành hình trên đỉnh đầu lý lạc mà khi tòa kiếm trận này xuất hiện năng lượng thiên địa kịch liệt mãnh liệt mà động nhao nhao bị kiếm trận đưa tới càng tăng thêm uy thế trong kiếm trận kiếm khí du đãng như rồng phóng thích sắc bén khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh mượn lực lượng của ngũ vĩ thiên lang lý lạc lần này thi triển ra chúng tướng long nha kiếm trận so với dĩ vãng bất kỳ một lần nào đều có vẻ mạnh mẽ hơn mà nương theo sự biến ảo nhanh như chớp của ấn pháp lý lạc chỉ thấy ở một góc chúng tướng long nha kiếm trận kiếm khí đầy trời gào thét, trong lúc mơ hồ có hơi nước tràn ngập, hơi nước ngưng tụ, tiếp theo làm như hình thành một mảnh biển rộng mênh mông, mà sâu trong biển rộng, cự long màu lam đậm bơi ra, thân hình to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một thanh long nha kiếm màu lam nhạt, lơ lửng trong kiếm trận. Thủy long nha kiếm, kiếm khí màu lam nhộn nhạo, nhìn như ôn nhuận bình thản, kỳ thực lưu truyền một loại sắc bén cực kỳ đáng sợ. Trong chớp mắt tiếp theo, lại có một cỗ kiếm khí tràn ngập sinh cơ hiện ra, cỗ kiếm khí này hiện ra sắc thái xanh biếc, kiếm khí chảy xuôi qua chỗ, phảng phất là vạn vật hồi xuân, nhưng dưới sinh cơ cực hạn kia, lại ẩn chứa một loại khí tức nguy hiểm. Chỉ thấy một gốc cây cổ thụ chọc trời từ trong kiếm trận cao ngất sinh trường, bất quá nếu là nhìn kỹ mới phát hiện, cổ thụ kia rõ ràng là một đầu cự long xanh biếc, cự long bốc lên, hóa thành một thanh long nha kiếm xanh biếc lơ lửng ở phương vị khác của kiếm trận. Theo hai thanh Long Nha kiếm này xuất hiện, tòa kiếm trận cổ xưa này phảng phất là bị kích hoạt, kiếm khí mênh mông tùy ý khởi động, đem phiến hư không này cắt ra vô số đạo vết tích u UH. hắc. Nhưng vẫn chưa kết thúc, ấn pháp của Lý Lạc hơi dừng lại, sau đó lại biến hóa. Trong chớp mắt tiếp theo, nơi nào đó của kiếm trận, chợt có ánh sáng rực rỡ xuất hiện, có kiếm khí như cá bơi từ trong đó chảy xuôi ra, kiếm khí nơi này so sánh với hai đạo trước lại là phảng phất quang lưu đặc tính của nó là nhanh hơn nữa không thể cân nhắc chính là kiếm khí quang minh long nha chẳng qua quang minh kiếm khí này so sánh với hai đạo kiếm khí trước rõ ràng còn thiếu một chút hòa hầu nhưng dưới sự chống đỡ của lý lạc hôm nay số lượng có chút khả quan lý lạc tâm niệm vừa động mạnh mẽ điều khiển những kiếm khí quang minh long nha này hội tụ cùng một chỗ cuối cùng một thanh kiếm quang minh long nha có chút hư ảo từ từ thành hình Thanh Long Nha Kiếm thứ ba, Quang Minh Long Nha Kiếm. Kiếm này vừa ra, toàn bộ chúng tướng Long Nha Kiếm trận đều là chấn động kịch liệt, kiếm khí bằng bạc như biển phát ra tiếng kiếm ngâm phấn khởi, vang vọng cả phía chân trời. Ở đây đông đảo học viên nhìn thấy một màn như vậy, đều là ra đầu tê dại, chỉ vì kiếm khí phát ra trong kiếm trận kia thật sự có chút khủng bố. Ninh Mông trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhịn không được nói phong hầu thuật thật đáng sợ đây rốt cuộc là phẩm cấp gì lúc này các học viên đứng đầu cũng đã hội tụ lại đôi mắt đẹp của nhạc chi ngọc có chút phức tạp nói ít nhất là cấp thiên mạnh từ nay về sau thuật bày ra thanh thế đến xem thậm chí phải vượt qua khương thanh nga thi triển thất bảo lưu ly quang minh kiếm mà người sau là chuẩn thiên mệnh cấp như vậy tòa kiếm trận này của lý lạc chỉ sợ là trung phẩm thậm chí thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật loại phong hầu thuật cấp bậc này cũng có thể tu thành thiên phú tướng thuật của lý lạc rất mạnh ngược lại rất phối hợp với tiểu nga ninh mông cười hì hì vỗ vỗ ngực nói hôn sự này bổn thủ tịch đồng ý rồi nhạc chi ngọc bĩu môi nói liên quan gì đến anh vũ trường không ở một bên ánh mắt hai người ngụy trọng lâu đều là hiển lộ ra một tia u ám bọn họ nhìn chằm chằm kiếm trận cổ xưa thanh thế to lớn bằng bạc trên bầu trời trong lòng hiện lên một chút sợ hãi đồng thời lại hết sức không cam lòng bọn họ chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới lần này trong nhiệm vụ chiêu mộ hào quang của bọn họ dĩ nhiên sẽ bị lý lạc toàn bộ che giấu sau nhiệm vụ lần này chỉ sợ tên của lý lạc sẽ được lưu truyền trong tất cả các học phủ cổ rõ ràng từ thực lực chân thật mà nói lý lạc không đủ để đạt được phần danh tiếng này nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này đường đi quá dã man Thiên Châu cảnh liền dám mượn lực lượng phong hầu cũng không sợ đem chính mình cho chống chết. Chỉ là từ một góc độ khác mà xem, đây không phải là một loại thể hiện dũng khí sao? Khương Thanh Nga đồng dạng là đang nhìn tòa kiếm trận cổ xưa kia, trên gương mặt tuyệt mỹ có chút thất thần, tiện đà hóa thành một nụ cười vui mừng hiện lên ở khóe miệng. Xem ra thời gian hơn một năm này, Lý Lạc cũng không có sống uổng, hắn đồng dạng là đang cố gắng tu hành lúc trước cái kia từ nhỏ đều bị nàng vững vàng chấn áp nam hài cũng là trong lúc bất chi bất giác trở nên cường đại lên khương thanh nga trong lòng biết chấp niệm của lý lạc hắn luôn muốn truy đuổi bước chân của nàng sau đó cùng nàng kề vai chiến đấu mà không phải luôn nhìn nàng một mình ở phía trước vì hắn ngăn cản mưa gió khương thanh nga mâu quang biến ảo sau đó lại là hướng về phía xa xa chỉ thấy nơi đó một đôi mắt màu trắng hờ hững lơ lửng một cỗ cảm giác áp bách vô thượng như có như không phóng thích ra, dẫn tới năng lượng thiên địa nửa vách tường phía chân trời đều là bị vây trong một loại trạng thái vắng lặng. Khi Lý Lạc thi triển, chúng tướng Long Nha kiếm trận, đôi mắt trắng cũng không chờ. Sâu trong mắt trắng, có bàn tay tái nhợt chậm rãi sinh ra, mà lòng bàn tay lại là sinh ra một con mắt trắng. Trong mắt sinh trường, trong tay lại sinh nhãn. Làm như vô cùng vô tận, quỷ dị đến cực điểm đến sau đó, có một cái trong mắt đột nhiên sinh ra một đóa màu đen ngọn lửa, ngọn lửa làm như có thể lây bệnh bình thường, thoáng qua liền đem tất cả lòng bàn tay chi mục đốt lên. Sau mấy hơi thở, ngọn lửa màu đen từ trong bạch đồng tràn ngập mà ra, cuối cùng hình thành một đóa hỏa liên màu đen ước chừng không trượng tả hữu, từ từ xoay tròn. Hắc sắc hỏa liên tản ra nồng đậm điểm xấu, âm u khí tức, trong đó tựa hồ là có vô số tử vong trước tiếng kêu rên truyền ra thậm chí, có thể mơ hồ nhìn thấy có vô số túi da ở trong đó thiêu đốt thành cho bụi. Đám người Khương Thanh Nga, Ninh Mông đều lộ vẻ kinh hãi, trong mắt hiện lên bất an, bởi vì đóa hòa liên màu đen này quá mức đáng sợ, tựa hồ tất cả sinh cơ cùng tiếp xúc, đều sẽ hóa thành tĩnh mịch. Đây là chúng sinh ma vương, chúng sinh tịch diệt viêm. Giọng Ninh Mông trở nên trầm trọng. Đây là thủ đoạn thành danh của chúng sinh ma vương, hung uy ngập trời. Tuy nói uy lực hỏa liên màu đen trước mắt không bằng một tia uy lực khi bản tôn thi triển, nhưng chỉ sợ cho dù là cường giả tam phẩm phong hầu bình thường gặp phải, cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Hiển nhiên, đây cũng là thủ đoạn cuối cùng mà chúng sinh ma vương tế ra để chấm dứt cuộc tranh đấu này. Phùng Linh Diên, Nhạc Chi Ngọc đám người đều là mắt lộ sầu lo, chúng sinh ma vương vì thủ thắng, thật đúng là nửa điểm mặt mũi cũng không cần, tuy nói trước mắt chỉ là một chút ý chí không đủ đạo nhưng đối với bọn họ ở đây mà nói, cũng coi như là quá mức lấy lớn hiếp nhỏ. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu được, cùng dị loại nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ quá mức ngây thơ. Trước mắt, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tòa kiếm trận cổ xưa của Lý Lạc. Trong ánh mắt chờ mong, Lý Lạc cũng hít sâu một hơi, đóa hỏa liên màu đen không lành quỷ dị kia cũng khiến hắn cảm thấy áp lực không nhỏ. Hắn liếc mắt nhìn quang minh long nha kiếm, người sau tuy nói chói mắt sáng chói, chảy xuôi vô tận quang minh, nhưng so với thủy long nha kiếm cùng mộc long nha kiếm, vẫn là lộ ra hư ảo rất nhiều. Không có biện pháp, đạo thứ ba quang minh long nha kiếm tu luyện khó khăn hơn xa so với hai đạo trước, nếu như lần này không phải dựa vào tương lực bàng bạc mạnh mẽ ngưng tụ, chỉ sợ ngay cả quang minh kiếm thể này cũng khó có thể ngưng hiện. Hy vọng, ngăn được đi. Lý lạc tâm niệm khẽ động, sau đó chính là không hề do dự, trong cơ thể tương lực toàn bộ gào thét mà ra, trực tiếp là đem chúng tướng Long Nha kiếm trận thôi động. Ông! Bà thanh Long Nha kiếm lập tức bộc phát ra kinh thiên kiếm ngâm. Trong nháy mắt, ba đạo kiếm quang bàng bạc bắn ra, kiếm quang trực tiếp hòa là một thể. Tam tướng Long Nha, đại hư quy yên kiếm quang. Cổ xưa kiếm trận chấn động, sau đó ở đây đông đảo học viên chính là tim đập nhanh nhìn thấy một đạo khổng lồ như tinh hà giống như kiếm quang gào thét mà ra kiếm quang kia đi qua chỗ nào, làm như đem hết thảy vật chất đều chôn vùi thành hư vô. Loại lực phá hoại khủng bố này khiến Vũ Trường Không ngụy trọng lâu trong lòng kinh hãi. Một đạo kiếm quang này, quả nhiên là khủng bố như vậy. Tinh hà giống như kiếm quang như cự long gào thét, xuyên qua chân trời, sau đó trực tiếp là cùng kia một đóa không lành màu đen hỏa liên va chạm. Va chạm trong nháy mắt, không có bất kỳ tiếng động lớn vang vọng thậm chí ngay cả năng lượng gió lốc cũng chưa từng sinh ra giống như hai con quái vật khổng lồ đang không tiếng động từ đấu cả thiên địa dường như ngưng trệ vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ va chạm chỉ thấy dưới kiếm quang như ngân hà cánh sen hòa liên màu đen kia từng tầng từng tầng tan rã không gian chung quanh càng không ngừng vỡ tan lộ ra thiên địa linh tú phía sau đó là cảnh tượng vốn thuộc về tiểu thần thiên trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ mừng như điên đạo kiếm quang hủy diệt của Lý Lạc không ngờ lấy được ưu thế Ninh Mông Nhạc Chi Ngọc Phùng Linh Diên đều nở nụ cười vui mừng nhưng nụ cười này cũng không kéo dài bao lâu bởi vì theo cánh hoa sen hòa liên màu đen từng tầng hòa tan đột nhiên mọi người nhìn thấy ở vị trí trung ương của hoa sen kia đúng là hiển lộ ra một đạo bóng dáng mơ hồ đó là một em bé da đen đứa bé phẳng phất là đang ngủ say nhưng theo kiếm quang tới gần đứa bé rốt cục là mở mắt trong mắt nó chảy xuôi ngọn lửa màu đen sau đó mở miệng chính là gào khóc lên không tiếng gào thét chói tai vang lên trong thiên địa nhưng một màn khiến người ta cảm thấy sợ hãi xuất hiện theo tiếng khóc của đứa bé màu đen kia truyền ra quy yên kiếm quang vốn thế không thể đỡ đúng là trực tiếp băng liệt mở ra từng đạo vết rách không không đứa bé màu đen còn đang gào khóc, tiếng khóc kia mang đến cho tất cả mọi người ở đây nỗi sợ hãi lớn lao. Két, két, trên quy yên kiếm quang, vết nứt không ngừng xuất hiện, cuối cùng, dưới từng đạo ánh mắt kinh hãi muốn chết, đột nhiên nổ tung. Hóa thành điểm sáng đầy trời. Phốc suy, khí huyết trong cơ thể lý lạc cuồng chấn, một mụn máu tươi phun ra, sắc mặt của hắn cũng trở nên âm trầm, trận chiến này, thật là gian nan không nghĩ tới ngay cả quy yên kiếm quang của tam tướng long nha cũng không thể chém giết bạch đồng chân ma hơn nữa theo đứa bé màu đen gào khóc hỏa liên màu đen kia bắt đầu bay lên xa xa sau đó hóa thành một đạo hắc quang hướng về chỗ lý lạc bắn tới từng trận gào khóc truyền đến giống như là tử thần huy động thu hoạch chi liêm trong lòng lý lạc trầm xuống quả nhiên long nha tam tướng vẫn miễn cưỡng một chút đạo quang minh long nha kiếm thứ ba kéo chân sau thế nhưng không có biện pháp quang minh tướng là phụ tướng trung quy không có thủy tướng cùng mộc tướng thuần túy như vậy làm sao bây giờ lý lạc ánh mắt biến ảo lúc này đã là sống chết trước mắt cái kia màu đen trẻ con quá mức đáng sợ một khi thật để cho nó xông tới hắn chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà ngay tại lý lạc tự hỏi rất nhiều liều chết đánh cược một lần ý nghĩ lúc hắn đột nhiên cảm giác được một cái tinh tế ngọc thủ từ phía sau vươn tới để ở phía sau lưng của hắn lý lạc kinh hãi quay đầu thấy được dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ của khương thanh nga lý lạc thử lại lần nữa ta lấy cổ linh diệp đem quang minh tương lực truyền cho ngươi thanh âm khương thanh nga nhu hòa trước nay chưa từng có thậm chí lộ ra một phần ôn nhu mặt khác anh đã làm rất khá anh rất lợi hại cô nhẹ giọng nói lý lạc ngơ ngẩn khương thanh nga đây là dự định vì hắn là một hồi bao năng lượng loại này đẳng cấp bao năng lượng có thể là từ trước tới nay cao nhất một lần a à? chờ một chút lý lạc cũng cười rộ lên sau đó vươn bàn tay về phía khương thanh nga khương thanh nga ánh mắt quét hắn một cái biết được ý tứ của hắn nhưng cũng không cự tuyệt mà là đem bàn tay đưa vào trong tay lý lạc trong chớp mắt tiếp theo trong cơ thể sáng chói tinh khiết quang minh tương lực như nước lũ theo lòng bàn tay gào thét mà ra, ở trải qua, cổ linh diệp, chuyển hóa, đưa vào trong cơ thể lý lạc. Lý lạc cảm thụ được cỗ tương lực tinh khiết trước nay chưa từng có trong cơ thể, năm ngón tay chậm rãi siết chặt, nắm chặt bàn tay tinh tế mềm mại của Khương Thanh Nga. Nụ cười trên khóe miệng anh càng lúc càng sáng lạn. Biết cái này gọi là gì không? Hà! Trên đỉnh đầu Lý Lạc, trong tòa kiếm trận cổ xưa kia, thanh kiếm quang minh long nha hư ảo đột nhiên bộc phát ra thánh quang bàng bạc vào lúc này. Thân kiếm vốn hư ảo vào lúc này ngưng luyện tựa như thực chất, thánh quang lưu động, ánh sáng chiếu khắp tám phương. Vợ chồng đồng tâm, có thể chảm thần ma. Hết chương 1181 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.